nấu một nồi cho tụi nó ăn luôn hả? Trời không đủ tôi nói luôn hả? Nó đi học sướng dữ trời. Nghe cá ngừ. Đi học có ông thầy có sư mẫu lo hết trơn rồi. Chỉ cần chịu học thôi. Sống như bún cá ngừ ngon lắm. Chả cá, vậy mà còn không chịu học nữa. Người ta thu mẹ rồi. Chán học như cái gia đình á. Ăn uống đồ ngon không? Ừ. Ừ. Đó, cá ngừ. Đó, không chịu học. Ăn hoài à. Nào nấy học à. Xong ra mặc lù à. Học xui ra mặc lù. Ngáo thôi. Dạ. Nó biểu con, cho bố biểu con. Ngáo nó không có biết ăn này. Cho bố hỏi coi. Dạ. Cho hôm nay tiệm cho ăn này thấy khoái không? Dạ tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Con thấy chưa? Dạ. Hả? Không biết ăn đâu. Biết ăn này không? Món gì sư mẫu? Muốn cá ngừ. Dạ không biết ăn, giờ con cũng tập ăn nữa. Ngày cuối rồi, ngày cuối rồi. Đê tiện ghê mày. Đúng đê tiện. Chả cá với cá ngừ con. Chả cá. Cá rô với lại cá ngừ. Trời tuyệt vời luôn. Học đây ghế mà mập thù lù luôn á. Đâu rồi đó. Xe này kia dọn dẹp bàn ghế rồi ăn con. Thì mấy học sinh đi. Anh em ơi. Mấy bếp vào đây nè. Anh cái bắt cầm này con. Hãy đưa ra hàng thêm đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Chắc bắt quay hết thì chuyên gia. Cỡ dẹp này. Anh chuỗi con. À, để bỏ hết. Giao củ mình đang ăn trưa đi nó sơ rồi dọn đồ ăn trưa coi nhớ nhớ đó mày thằng Ngơ nó học đi 3 tháng mà không có bữa ăn nào của thầy mà vắng mặt của nó à, không nhận gì đó không có vắng một ngày nào luôn, con như thầy ăn cái gì là đủ có mặt nó liền, mà tao thấy nó ăn nhiều hơn tao luôn. Nói chung ăn của thầy thì ok. Ừ. Quải luôn á, cũng như ăn nó lấy là tèo phí luôn á. Ngờ, tao gấp con chạy chẳng lấy cộng thun cho thầy luôn. Ừ. Đúng cá thầy. Hỏi sư mẫu kêu sư mẫu xuống ăn đi. Sư mẫu cho nhìn cao á. Hỏi sư mẫu xuống ăn không. Chào thầy chào thầy ăn đi. Thầy chào thầy ăn đi hả? Mình giúp, mà ăn sớm á thầy. Sao giờ ăn trưa sớm rồi mày nói chứ mẹ luôn. Thầy trò nó đóng chết luôn thầy chết. Để chút xíu mày hỏi ăn nha. Để thầy trò ăn nha. Thôi á. Sao xạo nó bụng chết mẹ nó xạo bỏ ăn sớm thầy. Bỏ bữa vô chiều. Bỏ bia vô con, lấy bia con. Giờ bữa đến chiều là vừa là tan sờ tầm rồi. Bia đâu rồi? Bia đây nè. Đường. Bây giờ là mình lấy đá đựng lấy ly đó nữa con. Uống cái lo hay lo lấy ly đó, uống công hô là lấy ly thủy tinh đập đá bỏ vô. Đây bông thầy đi, tên đây bông thầy. Ừ. Rửa đi coi, tiếng bao nhiêu thằng nữa uống cao rồi. Cao lắm, tụi uống được một lon hay lon bao nhiêu mà đặt. Ôi giời, tại chẳng qua tối con đi đường xa à, lắm bố ơi. Thôi lọc rồi. Đừng sao xạo. Cỡ bố con nảy một phát một. Quải. Lên gò. Ê bằng, ê nháo, mình xuống tí em, bằng mình còn trả nó em. Bằng mình trả cho nó quan trọng. Sai rồi đúng không, sai rồi đúng không? Bằng mình còn trong tủ kính á. Nếu mà lỡ thì giờ nó nhậu ra trong tủ kính, nó bắt ngát cho mình về. Trời ok luôn bố. Mày thua là mày đủ, mày trả tiền nhậu. Thôi hả? Cái lỡ đàng hoàng chứ đủ đâu phải bắt không, đúng không? Cái thua là nó trả tiền mẹ. Hả? Trời ơi chưa hay không? Đâu thầy hở mà thầy.
Đó đi bây giờ thầy ơi. Đi kinh hai thùng một rồi. Ừ quá. Ở gần như con mẹ như thế này ta lo nó mang cái tận nơi luôn. Ở chị chơi không? Đó ơi. Thêm hai thùng này. Hả? Kiếm đi hả? À, về chân hồng đi, nếu mà sợ tốn tiền thì chân hồng. Hồng thằng 12 lo là được rồi. Đúng không? Nói giờ này xin xương xương xác định mà không làm là đủ, mới ngồi uống là tới chiều á. 12 lon. Thì uống tới chiều, xương xương rồi mình xác định không làm rồi. Dạ. Ăn nữa mà lấy gì nhiều không? 2, 4, 6, 8, 9 đứa hả? Đâu rồi? 2, 4, 6 đứa hả? Bỏ vô 2 ly lại. Rồi đó giờ lấy đá trong tủ lạnh đi con. Bưng cái bưng cái lời về nhà lẩu ra. Chưa chết nhiều anh chưa. Lấy hả? Quả thì cũng được. Lấy hả? Mày đi đây. Em phải đó đi đi qua. Đâu anh chơi? Ờ. Dạ. Ngáo. Ngáo kìa. Lại. Trời trốn luôn rồi. Trời. Mày đái ghê vậy. Thầy nói thầy kêu phòng nha. Hai ba lời ha. Dạ, nãy thầy nói là cũng nghỉ ngơi để thầy dọn cho. Thầy nghe lộn rồi đó. Mấy đứa nghỉ ngơi để thầy dọn cho chút xíu là thầy làm nãy tiệc hai. Nãy nó bỏ đá này rồi, mình lấy đá lớn luôn. Trời. Một buổi trưa cuối tuần của thầy trò tại Tách Lô Đạt Phú Nhuận Nha Nam. Cho học trò mới cho chơi 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 chơi. Ai thì nhắc nhở hả? Dạ. Đi xuống chơi con. Chơi xuống ăn kém ngồi chơi. Nó xuống không? Không xuống thôi chạy đi. Không ép. Nè nè nè. Nè con ơi, đừng đi. Cái ngáo ngáo ngồi đây không con? Thôi con ngồi bên kia à. Con ngồi đúng chỗ con à. Đây là máy bào nè. Máy bào hello cái nào máy bào. Hello cái nào. Hello nè. Đang nói thiệt mà. Không, đang nói thằng Trường. Trường nói chi nữa. Nhắc anh, nhỏ đúng không ăn hả? Anh em luôn rồi. Ở đây ăn gì chưa? Chơi đây kéo chơi giống như gia đình của nó vậy. Chơi kéo ra con nắm sạc cho con, giống điện cho con. Nó nhỏ chứ không cần uống quá. Đi nó uống, uống cầm cái gì nó đi xe nhớ cầm về luôn. Sáng ngày chơi đi học đồng của mình. Em á. Lớp thầy. Lớp ngồi chơi với anh em mà con cái thích ngay tiệm đi ngày đầu ngày chơi. Ôi nó 15 tuổi mà nó cao thế. Biết nhậu không? Biết nhưng mà con giờ là con chưa cho con nhậu đâu, để khi nào con chịu học con này nhậu ngoan thì mới cho con nhậu. Gu mày mặn em thêm cho nó lấy cái số cho nó đi con cho nó ngồi ăn. Đó. Ăn mới ăn hả? Không được để chơi. Nha, chơi con muốn ngồi đây chơi hay muốn lên học? Rồi vậy lên chảnh học đi. Đi đi. Khi nào muốn chơi nói mấy anh dắt xuống cho con. Đây là ngày nào cũng vui. Đúng không? Mồi mới, bia mới. Mỗi ngày một niềm vui khác Tâm nhau. Lê. Chào Tâm Lê. 2, 4, 6. Ta lấy mồi này chơi lắc. Hai là phải 20 ngàn. Vui cái đầu tiên nè. Ngay mà ha ông ngượng. Bia Việt. À. Bạn được một lon bia Việt.
miệng. Lần thứ hai nè. Mẹ thối quá à, nhớ rồi. Bị việc. Chúc bạn. Nhìn lắm. Nhìn lâu lâu là biết rồi. À, bố, bố là nhất quá tàm bố. Nhất quá tàm. Nhất quá tàm cái nữa đi bố, cái nữa đi bố. Cái gì hôm nay? Tao thích ai lắc là tao mới lấy thầy lực lên. Nhà thích ai lắc là không có luôn nè. Thầy đâu phải người nhà của nó. Ai lắc là không có luôn. Con chú hai chồng thầy. Đâu ra hai chồng. Chồng chở anh mở. Gom này chỗ đi. Bốn chồng rồi nè. Hả à, còn mới trúng được. Hôm nay trúng nhiều lắm nè. Ngân Thành bố ơi, bố ơi. Mới được ai đổi là Ngân Thành. Ai? Ngân Thành nè. Thôi bố còn nhậu rồi con. Trời ơi. Nay ngày anh ra khóa mà em bỏ anh em về luôn em. Không có lại chơi với anh luôn. Nó hét ngoại tao lắm nha. Cái buồn em quá anh bỏ xì em hồi luôn nha Ngân. Hồi nãy đầu quýnh đụng mới cho con nhỏ hỏi đẻ luôn á. Trời ghê vậy. Má cháu ngoại tao có gì đúng chết mẹ luôn kìa. Ai lại đây hả thầy đây hả thầy. Trời nhìn mặt à. Ồ ồ. Má nhìn cho mới muốn xì tiền. Thôi thầy thôi thầy thôi thầy. Thôi thầy, tới bữa cơm rồi thầy ơi thôi. Nó được có 40 ngàn nè. Ủa sao vẫn vẫn ngày vậy ta? Tụi nó ra phá thiếu già nè. Có già lên đó. Già này đấy. Già này đấy, này già này đến vô xuống rồi. Qua là nước. Già đi thăm mo rồi. Già đi bắt thăm mo rồi mới đáp anh được. Học mày. Nè, ngồi ngon nè. Nè, vô nè anh em. 1, 2, 3. Vô. Ủa. Có gì đó đã. Bầu này, ăn cái này cảm ơn ba của anh Khang. Chứ không cảm ơn anh Khang. Cả. Này là của ba anh học trò. Ba của anh học trò 18 tuổi tặng nè. Tặng cho con cá. Hôm xưa sư mẫu bếp làm mồi cho mấy học sinh ăn. Chua cay. Rồi gì vậy? Gì vậy trời? Ngon mặn mày. Gì vậy Trần? Má mẹ ăn đậu dịch nó. Rồi vô đi cho. Nè. Dạ anh em ơi. Giờ đây rồi chút xíu là tới tối là mình chơi tăng 2. Nguyễn Chí Khang chiếc cho con một chén thì. Rồi đổ má nó vô. Cái này thịt nào cho tôi nè. Cho anh đợi. Quên đi con, nay cho mày nghỉ mình đi xăm rồi đội mới làm ok rồi đặt đòi hỏi. Chưa rồi. Nói mai được nghỉ luôn nha. Mai thì cho nghỉ thêm ngày nữa. Bớt báo rồi. Phải mai có việc, tiện có việc rồi. Mai thì nghỉ thôi, mai tiện có việc rồi. Quét lậm gót luôn hả? Đây nè. Cái thiện là uống chung đi. Cái này thầy khó khăn lắm lộn á, tao mua đất mua nhà nhiều quá cho nên khó khăn lắm, không có uống được trầu lọc. Đỡ thầy, đỡ thầy, con nè. Mua đất mua nhỏ, căng. Cái câu này. Nè, lấy cuốn thầy bấm nè. Rồi, thầy rót bia khui luôn nha anh em. Trời ơi, quý báo chưa? Kiếm chia lát mà kiếm hoài. Các bạn, nói chung là mình như học giống như một nhà đúng không? Dạ. Thì các bạn quý mình, các bạn mới tới đây các bạn đăng ký học. Dạ. Đúng không? Thì khi mà chia tay ha, ủa đứng xuống mà khi mà chia tay thì cũng phải vui vẻ đúng không? Dạ. Mấy bữa ăn nhậu này á, giống như là thầy trò mình giống như trong cái gia đình học mặt cho vui thôi. Dạ. Tiền bạc còn vui đúng không? Con cu nó vô địch. Chế. Dạ. Lưng trần da ship em 25 anh. Thôi đi ba với Cà Mau uống ngủ đi. Thanh Nhân ngủ mai con vô 11 giờ là bố có mở cửa không vậy? Có con, mẹ riêng con rồi bố cho con vô. Mai 11 giờ đi học. Còn Khang thì mai cho nghỉ. Anh AK nhậu sớm chú. Tại nay ba của đứa học trò cho mồi. Cho nên chú với cô xuống bếp làm cho học trò nó ăn. À, bây giờ tụi nó đói bụng rồi, bây giờ nấu lên mình để nó không cho tụi nó ăn rồi tụi nó cự. Má xui xui với trời. Mạng lắc ha. Ok, mạng lắc thầy. Như vậy? Bị việc rồi thầy ơi. Thầy ơi. Không. Thầy nó về đâu thầy đâu. Ông chế bị dắt không bà cào à? Nhìn cái mép thấy không lê à? Rồi ghê à? Má má buồn quá hả? Con này trúng nè. Trúng không? Mày lấy cái nước suối cho nó đi con để nó... Nè.
Thôi nha, nó luôn đi, cậy mẹ đi. Tao giúp tao đây nữa đây. Giúp gì? Giúp lỏng luôn rồi này. Ông mẹ nó bảnh nó già anh thấy. Để nào nữa. Đi gì? Hồng này thua. Hồng này thua. Hồng này ai mua về vậy ta? Đảo luôn á. Còn gần nữa. Cái gì quả vậy? Quả vậy? Thùng nó luôn á. Quả vậy? Trời nóng đi nhỉ. Chưa nóng luôn. Cái thùng đầu tiên hình như trúng được còn phải 80 9 chục. Con lấy 7 chục. Chục còn lại không sao trúng được 20 nữa. Là tổng cộng thùng nó trúng được 9 chục. 9 chục có nghe tổng thôi, lại 9 chục hay gì. Lại là thùng nó trúng được 9 chục. Mày à... Ủa là tiền nhà bảo là tiền tháng? À, tiền nước rồi luôn tháng 3 triệu. À, nước 1,5 triệu hả? Chục tháng sau đóng rồi. Mày cứ bệnh mạnh dạng tháng sau thì hỗ trợ cho mày 1 triệu. Hỏi lo, cứ lo học đi. Hỏi lo sợ tốn tiền. Mày có tiền như nghĩ thì hỗ trợ. Mày nó được việc tao mới cho. Mày có được việc đâu? Thôi đừng nói xíu đuổi lên không cho ăn luôn á. Má nó dạng lính bị đầy lúc nào anh nó đậu má danh tị á. Đủ gì sao? Thôi tháng sau rồi cho nó 1 triệu đóng tiền nhà nữa không? Đi đi. Thôi bỏ bỏ đi. Ủa giận như lên luôn rồi. Hai hai này là nào này, đây là thánh bào à, hai này thánh bào luôn. Thợ lặn hả? Này là ngáo thợ lặn hả? Hello anh em, chúc anh em một buổi trưa chủ nhật nhiều niềm vui nha anh em. Ai không có kèo hú thôi nha. Lặn thì chỉ mặc quần xà lỏng đâu mà quần dài thôi. Đó, đây mặc quần xà lỏng nè. Đó, dễ. Còn dễ ghê bây giờ thợ bào hả? Treo Cái treo. Mày thợ bào. Bào dữ lắm ha. Á à, quải thì nói thợ bào không đúng, thợ mộc. Đây là thợ hàng. Thợ lặn, thợ treo, thợ mộc. À, thêm cầm đi đưa tô cho thằng ngáo múc cho con chơi chứ đồ không mến. Hai bay phải hãm lại. Đợi thầy để có anh nhúng vào rồi không còn không đi đây cầm thảm đi. Chào mọi người đến với kênh YouTube của ông giáo tóc dài nha. Hôm nay là trưa chủ nhật, ăn trưa nha mọi người. Tôi là Ngơ đang cầm máy quay cameraman. Hello, đây là thầy tôi, đây là anh Ngáo thầy lặng, đây là anh Bi, đây là anh Thêm máy chèo, đây là anh Núi thợ hàng. Giới thiệu luôn đi, con là gì? Tôi là Ngơ thợ thợ mộc. Thợ mộc. Tôi là Ngơ thợ mộc. Đây là thầy cái gì? Thợ chèo à? Thợ chèo. Đây là thợ chèo. Đây là thợ hàng. Đây này thợ chèo cầm máy nè, đâu có hàm đó. Trò chưa đề ba luôn gì luôn. Chưa ăn được gì luôn á. Vớt cá ăn con, vớt cá để ngoài cho bánh em ăn con. Ăn hết rồi. Tiệm là nhận học viên mỗi ngày nha mọi người. Ai mà thích cái nghề xăm này thì đến địa chỉ 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận để đăng ký nha. Còn không thì có thể ở xa thì liên hệ qua số điện thoại 0906773335 nha. Ai cũng được thầy, xin miễn liên hệ học nghề rồi. Có anh em học chung vui rồi. Đông vui rồi. Đông vui. Cảm ơn người con thầy đúng không?
con múc cho nó con, để nó ăn một tay cũng được, lấy cái muỗng cho nó đi con, cái gì ăn một tay vừa thôi. Được rồi thầy. Được rồi thầy. Con hả túi nhé. À, này là tăng 1 nha mọi người. Chiều, chiều nay có tăng 2 nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, chiều nay gì ta? À, cá lóc, cá lóc hấp bầu. Cá lóc hấp bầu, tôm bồ tạc với lại vậy ta ăn hết thôi. Ăn về đâu. Tụi nó tăng 2 lần hết rồi. Ngâu không? Cá con cá lóc rồi. Anh thêm chiều nay mua tôm à? Tôm bồ tạc. Tôm bồ tạc. Bây giờ là gà. Ăn xong tăng 1 cái anh em mình ra tập thể dục. Có thầy tắm rồi, không tắm đâu thầy. Quá anh em mình ăn xong cái anh em mình đi bộ tập thể dục vòng vô cho anh em mình đi ra lần trước á, lấy vòi nước á xịt cho nháo luôn. Ngọc ngọc gái. Không có cười. Không có nói chuyện thì đừng có cười. Chịu có nhân thương già xuống nhậu không? Lấy họ luôn đi, cho ông nhanh. Giờ mấy giờ nè? Cháu ăn rồi, ăn rồi.